Vinicius thua sát Rory, Rai quyết đấu Chelsea, Ronaldo lên tuyển, cuối tuần đã đến và hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Chiến thắng xứng đáng Rory hơn Vinicius 41 điểm trong cuộc đua bóng vàng. Cực kỳ quyết tâm Declan Rice muốn nén đau đấu với Chelsea. Thấy mới cơ hội mới lúc so trở lại tập luyện. Tiếp tục cống hiến, Ronaldo hội quân cùng Bồ Đào Nha. 41 điểm là khoảng cách Rory tạo ra trước Vinicius trong cuộc đua của bóng vàng. Trụ cột Man City giành 1.170 điểm, còn con số của ngôi sao Nam Mỹ là 1.129 điểm. Khoảng cách không quá lớn và tranh cãi vẫn tiếp tục, thậm chí ba nhà báo còn không điền tên Vinicius vào top 10 người hay nhất. Ba vòng liên tiếp không thắng khiến Arsenal rơi khỏi top 4 EPL. Vì vậy, pháo thủ đặt quyết tâm rất cao trước đại chiến với Chelsea. Thậm chí Declan Rice sẵn sàng nén đầu để ra sân vào đêm mai. Hiện tại, ngôi sao người Anh bị gãy ngón chân và chưa thể tập lại. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu của cậu trò quá căng cho Arsenal khi họ phải đá sân khách trong đại chiến vào đêm Chủ nhật. Không chỉ Arsenal mà Chelsea cũng chưa thể chốt lực lượng trước đại chiến. Về trường hợp của Cole Palmer, Enzo Maresca bỏ ngỏ mọi khả năng qua phát biểu. Cole Palmer đang hồi phục và chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Hy vọng cậu ấy có thể tham gia ít nhất một buổi tập vào thứ Bảy và sau đó Chelsea sẽ đưa ra quyết định. Sau thời gian dài chấn thương thì Luxor đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Tuy nhiên, hậu vệ người Anh khó đá chính cho Leicester vào cuối tuần này. Thay vào đó, Ruben Amorim cần đánh giá lại cậu trò sau khi tiếp quản Quỷ Đỏ. Tất nhiên Luxor phải nỗ lực hết sức để chiếm được cảm tình của ông thầy mới. 17 cú sút được Al Nassr tạo ra về phía khung thành của Al Riyadh vào đêm qua. Dù Ronaldo im tiếng, đại gia Tây Á vẫn có chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công của Sadio Mane. Sau vòng 10 Saudi Pro League, Al Nassr đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và kém ngôi đầu của Al Hilal 6 điểm. Một khoảng cách không dễ để san lấp nên thầy trò Pioli phải rất cố gắng nếu muốn lên ngôi vô địch. Cristiano Ronaldo là cái tên nổi bật nhất trong danh sách tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha. Bên cạnh CR7, Seleção Châu Âu cũng triệu tập nhiều ngôi sao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao. Ở chiều ngược lại, Ruben Dias vắng mặt do chấn thương. Trong tháng 11, Bồ Đào Nha chạm trán Ba Lan cùng Croatia với đội hình chất lượng, tập thể Á Bã Châu nhận nhiệm vụ chiến thắng trong cả hai cuộc đấu. Lần đầu tiên kể từ năm 2021, không cầu thủ Real Madrid nào được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha. Theo vào đó, huấn luyện viên Luis de la Fuente đặt niềm tin vào Lamine Yamal, Nico Williams, Alvaro Morata cùng nhiều ngôi sao khác. Ngoài ra, Samu Omorodion cũng được triệu tập nhờ hiệu suất làm bàn khủng. Ở chiều ngược lại, Gavi chưa quay lại La Roja sau thời gian dài vắng bóng. Ngôi sao Barcelona cần tích lũy thêm thể lực và có thể xuất hiện ở đợt FIFA Day tháng 3 năm sau. Không thi đấu cùng Manchester City trong những trận cầu gần đây, nhưng Jack Grealish vẫn có tên ở danh sách triệu tập tuyển Anh. Theo huấn luyện viên Lee Casley, ngôi sao xứ sương mù đã trở lại tập luyện trong vài ngày qua. Tuy nhiên, nhân tố sinh năm 95 chưa thể tái xuất ngay trong cuộc đấu với Brighton vào đêm nay. Thông tin trên được chính huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận và khiến tình hình cầu thủ 29 tuổi thêm phần mông lung. Tuy vậy, với lực lượng ở trong tay, tờ Citizen vẫn tìm mọi cách đả bại chim bong biển sau 3 thất bại liên tiếp. 2 thắng 1 hòa là thành tích đầy tích cực mà Ruud van Nistelrooy tạo ra ở Manchester United dưới tư cách là huấn luyện viên tạm quyền. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một lời khẳng định nào về việc chiến lược gia người Hà Lan ở lại hay ra đi dưới thời của Ruben Amorim. Về phía cầu thủ, Andre Onana ủng hộ ông thầy 48 tuổi cùng tuyên bố: "Tôi 100% muốn Ruud van Nistelrooy ở lại với Amorim. Ông ấy là một người rất tốt, một huấn luyện viên giỏi và nhiều kỳ vọng. Thế nhưng đây không phải là điều chúng tôi có thể quyết định vì câu lạc bộ sẽ làm điều đó." Báo chí đã tiết lộ những ứng viên được Arsenal cân nhắc cho vị trí giám đốc thể thao. Cụ thể, hai cựu cầu thủ Tomáš Rosický và Per Mertesacker nằm trong tầm ngắm của bộ sậu pháo thủ để thay thế Edu Gaspar. Đây là những lựa chọn không hề tồi do bộ đôi vừa nêu hiểu rất rõ đại diện thành London và được các Warner vô cùng yêu quý. Dẫu vậy, quá trình tìm kiếm giám đốc thể thao mới của Arsenal có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. 9 bàn thắng cùng 9 kiến tạo của Mohamed Salah giúp Liverpool bay cao trên các đấu trường. Bản thân ngôi sao người Ai Cập cũng vừa nhận giải cầu thủ hay nhất tháng 10 của The Cop.
Đây là lần thứ hai trong mùa này Salah đạt thành tích trên và trụ cột lữ đoàn đỏ hô hởi cho biết: "Thật tuyệt vời khi đội bóng thi đấu tốt và giành chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất." Real Madrid coi Trent Alexander-Arnold là mục tiêu cần ưu tiên và đang từng bước tiếp cận ngôi sao người Anh. Tuy nhiên, theo Real Level, khó có chuyện tuyển thủ tam sư cập bến sân Bernabeu trong phiên chợ đông. Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng không muốn mất đi trụ cột quan trọng vào giai đoạn giữa mùa. Thậm chí lữ đoàn đỏ còn nỗ lực giữ chân Trent Alexander-Arnold bằng một bản hợp đồng mới. Vì thế, tương lai của cầu thủ 26 tuổi sẽ chỉ rõ ràng hơn vào giai đoạn hè 2025. Vấn đề của Real Madrid không phải là ở hàng công mà là ở hàng thủ. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã trả lời như vậy trong buổi họp báo đêm qua. Ngoài ra, chiến lược gia lão làng cũng khẳng định sẽ không thay đổi vị trí thi đấu của Vinicius. Bên cạnh đó, ông thầy người Ý ngợi khen động lực cùng sự chăm chỉ của Kylian Mbappe. Về chuyện tiền đạo 25 tuổi vắng bóng khỏi đợt tập trung tuyển Pháp, Ancelotti từ chối bình luận vì không phải quyết định của mình. Cú hat-trick vào lưới Manchester City đã giúp tiền đạo Victor Gyökeres được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vòng 4 của Champions League. Ở góc độ tổng quan, chân sút người Thụy Điển đang duy trì hiệu suất làm bàn cực khủng mùa này với 23 pha lập công. Chắc chắn trò cưng của Ruben Amorim sẽ là cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng thời gian tới. Thậm chí khả năng cầu thủ Bắc Âu chia tay Sporting Lisbon trong phiên chợ đông đã bắt đầu được nói đến. Theo cập nhật về Victor Gyökeres thì Bayern Munich là tập thể mới nhất đưa tiền đạo người Thụy Điển vào tầm ngắm. Hiện tại, hùng xám xứ Bavaria đã bắt đầu thu thập các thông tin cần thiết về chân sút Bắc Âu. Tuy nhiên, chưa có hành động tiếp cận nào được thực hiện cho đến lúc này. Dẫu vậy, với tiềm lực tài chính khá tốt, đội chủ sân Allianz Arena có thể trở thành đối trọng của các tập thể khác trong thương vụ trên. 15 điểm sau 10 vòng cùng vị trí thứ 11 tại EPL là kết quả dưới kỳ vọng của Newcastle. Do vậy, kịch bản chênh chòe, chia tay huấn luyện viên Eddie Howe đã bắt đầu được nói đến nhiều hơn. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, Jose Mourinho là ứng viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng tập thể vùng Đông Bắc. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng luôn bỏ ngỏ khả năng quay lại Premier League để làm việc. Do vậy, chuyện người đặc biệt tái xuất tại EPL có thể xảy ra trong tương lai gần. Vấn đề đeo bám Richarlison khi tiền đạo Nam Mỹ dính chấn thương gần khuèo. Đây là vấn đề nghiêm trọng khiến chân sút xứ Samba phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Huấn luyện viên Ange Postecoglou buồn bã xác nhận thông tin trên và thuyền trưởng gà trống cần nhanh chóng tìm ra các phương án để thay thế Richarlison. Nottingham Forest đang tạo ấn tượng với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng EPL. Điều này giúp đội chủ sân City Ground bội thu ở các giải thưởng cá nhân vào tháng 10. Cụ thể, Nuno Espirito Santo giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, còn Chris Wood chiến thắng ở hạng mục dành cho cao thủ tại giải Ngoại Anh. Tất nhiên, chẳng dễ để Nottingham Forest duy trì chỗ đứng trong top 4 khi họ phải gặp Newcastle và Arsenal ở hai trận cầu tiếp theo. Chiến thắng 3-2 của Galatasaray trước Tottenham đã kém vui đi khá nhiều bởi chấn thương của Mauro Icardi. Theo các báo cáo sơ bộ, ngôi sao người Argentina bị đứt dây chằng chéo trước và nghỉ thi đấu đến hết mùa. Đây là cập nhật đáng tiếc cho đội chủ sân Ramsbach khi họ đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và bất bại tại Europa League. Thực tại trên khiến việc giữ chân Victor Osimhen trở nên rất quan trọng với Galatasaray trong bối cảnh tiền đạo người Nigeria được nhiều đội bóng muốn chiêu mộ trong phiên chợ đông. Bóng đá không được dính đến chính trị, do vậy Paris Saint-Germain đã cấm tạm thời các cổ viên mang tifo vào sân. Nguyên nhân là bởi một biểu ngữ lớn với thông điệp là hòa bình cho Palestine đã xuất hiện ở cuộc đối đầu gần nhất với đại diện nước Pháp. Paris Saint-Germain hoàn toàn bị động trước thông tin trên nên buộc phải có hành động mạnh tay. Vậy là chúng ta đã cùng đi hết những thông tin đáng chú ý nhất 24 tiếng qua. Vào tối và đêm nay thì cầu trường châu Âu sẽ nóng lên với loạt trận cuối tuần, kết quả của những cuộc đấu đáng chú ý cùng nhiều tin tức khác sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem, còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.